Hướng dẫn chỉnh cỡ xay và cài đặt máy xay hạt cà phê tự động Promix PM600AD. Bước 1. Chỉnh cỡ xay hạt cà phê. Xoay theo hướng crush để chỉnh thô và file để chỉnh mịn. Lưu ý, mũi tên chỉnh cỡ hạt được đánh dấu bằng chấm tròn màu đen. Hướng dẫn cài đặt thời gian xay. Giữ nút single 5 giây để vào phần cài đặt. Sau đó dùng nút single để giảm thời gian và nút double để tăng thời gian.